Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho trang địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những tin chính sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Nam Giang huy động hơn 1,7 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phụ nữ Nam Giang triển khai nhiều hoạt động trong dự án 8. Vang vọng tiếng cồng chiêng vùng cao Nam Giang. Giữ gìn văn hóa ẩm thực của bà con vùng biên. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 17 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 2.119 ha, ước đạt 99,96% kế hoạch, trong đó diện tích cây có hạt 848,4 ha đạt 99,22% kế hoạch và bằng 100,34% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 2.310 tấn, tăng 132,1 tấn so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã hỗ trợ 7 chủ thể đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2024, tổ chức thành công 2 phiên chợ đêm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, cấp phép thành lập mới 13 cơ sở hộ kinh doanh và một hợp tác xã lâm nghiệp. Đến nay, toàn huyện Nam Giang đạt thêm 16 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 161, bình quân đạt 14,63 tiêu chí trên mỗi xã. Công tác thu ngân sách nhà nước được huyện Nam Giang tập trung thực hiện khá hiệu quả, với tổng số thu trong 6 tháng đạt 164 trên 324,8 tỷ đồng, đạt 50,5%. Dự toán huyện giao năm 2024. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Theo đó, điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Vĩ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Cụm Chà Vàl Dui đến nhận công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Nam Giang, giữ chức vụ hiệu trưởng kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024, bổ nhiệm bà Hiền Thị Kim Hương, chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2024, các quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc với ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Giang nhằm nắm bắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn gần 300 tỷ đồng, tăng 34.998 triệu đồng so với đầu năm. Đến 30 tháng 6 năm 2024, dư nợ đạt gần 259 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng so với năm 2023. Tốc độ tăng trưởng 13,4%. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Số khách hàng còn dư nợ 5.128 hộ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị các thành viên ban đại diện huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch giao và kế hoạch thu nợ để đôn đốc thu hồi, cho vay, quay vòng kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, điểm chung của ẩm thực các đồng bào dân tộc thiểu số là sự chân phương, mộc mạc trong cách chế biến, song hương vị của các món ăn vẫn tạo được sự quyến rũ riêng. Không quá cầu kỳ, màu sắc, không cắt tỉa tạo hình kỳ công, những món ăn được chế biến bằng cách nướng, luộc, xông khói hoặc nêm nếm bằng các gia vị miền núi như tiêu rừng, lá sang rây, tạo nên một hương vị đặc trưng. Đồng bào Cơ Tu là bộ tộc sống lâu đời trên dãy Trường Sơn. Trải qua ba thăng trầm của lịch sử và thời gian, người Cơ Tu vẫn giữ được bản sắc riêng cho bộ tộc mình qua các lễ hội trang phục, âm nhạc. Ẩm thực truyền thống của người Cơ Tu rất đa dạng, phong phú, như các món nướng, lam, xông khói, các món đặc sản truyền thống cũng đã được mang đến tại ngày hội như bánh sừng trâu, cơm lam, gà núi và heo đen.
Đối với người Cơ Tu thì ở bất kỳ các lễ hội nào hay là trong các dịp mà mời các vị khách đến nhà thì người ta luôn sử dụng bánh sừng trâu để mời vị khách. Ở đây thì tại sao mà có tên gọi bánh sừng trâu? Bởi vì quý vị có thể thấy thì ở đây nó tượng trưng giống như hai cái chiếc sừng của bánh của cái con trâu vậy. Khi từ nhỏ thì chúng tôi đã được những người mẹ truyền đạt lại cái cách làm bánh sừng trâu. Đó là một cái truyền thống đối với những thiếu nữ Cơ Tu. Tại lễ hội hay trong các hoạt động đời sống hàng ngày, bà con Cơ Tu thường sử dụng ống tre để đựng các món ăn, bày trí đơn giản nhưng khá ấn tượng, tạo được sức hút với nhiều du khách và người dân. Thịt khô sông khói, ốc đá, cá suối, rau rừng, những thức vật khá đơn sơ mà đồng bào có thể kiếm được ở rừng, được biến tấu thành một mâm sản vật để đãi khách, biểu trưng cho sự hiếu khách của người miền núi. Du khách và người dân được các đơn vị mời dùng thử miễn phí các thức vật và họ đều tỏ ra rất thích thú. Trên tay tôi đang là cơm lam, cơm nứa, nhưng mà trong này lúc nãy là tôi có ăn thử thì nó có cái độ dẻo và cái độ thơm là rất tuyệt vời, và nó có cái mùi thơm của cái ống nứa này, nó rất ngon, và nó cái mùi vị của nó đặc trưng của cái vùng đất Nam Giang này, nó rất là tuyệt vời, và nó có nhiều cái từ cái nguồn nông sản đồi núi rẫy của đồng bào người Nam Giang thì nó cho ra được những cái đặc trưng của vùng núi mà có những nơi khác người ta không có được. Đây là một trong những là bà con rất là tốt cái bản sắc văn hóa của mình, mà không những trong cái dịp lễ hội mà đây là cũng là cái món mà đặc trưng trong các sinh hoạt đời sống của bà con. Nhân dịp này chúng tôi cũng nhắc nhở các cái đoàn tiếp tục phát huy truyền thống ẩm thực mang tính dân tộc đặc biệt và nâng cao hơn chất lượng ẩm thực để tạo ra cái thành phẩm ô cốp, trao đổi hàng hóa với các nơi trên địa bàn của địa phương Nam Giang nói chung và các cái vùng ẩm thực của đồng bào truyền thống của đồng bào dân tộc số Việt Nam. Ẩm thực dân tộc là loại hình văn hóa phi vật thể gắn bó chặt chẽ với cuộc sống mưu sinh của cộng đồng. Văn hóa ẩm thực là nguồn tài nguyên nhân văn quý giá, mang đậm bản sắc dân tộc. Và với đồng bào Cơ Tu ở miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, thì ẩm thực không chỉ là món ăn hàng ngày, mà họ còn dành cả tâm huyết vào đó để giới thiệu quảng bá đến du khách gần xa. Với lòng tự hào về văn hóa ẩm thực, cách gìn giữ bảo tồn của mình, đồng bào Cơ Tu đang kỳ vọng một ngày không xa, những nét văn hóa độc đáo ẩm thực của mình sẽ được bạn bè trong và ngoài nước biết đến. Sáng 17 tháng 7, tại xã biên giới La Dê, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nam Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang tổ chức hội thi mô hình sáng tạo trong xóa bỏ định kiến, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em năm 2024, có hơn 100 phụ nữ Cơ Tu, Tà Riềng của hai xã La Dê và Đắc Tôi tham gia hội thi này. Các đội lần lượt trải qua các phần thi chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm và trình diễn trang phục theo hình thức sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị khá chu đáo trong việc tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình, luật biên phòng Việt Nam, luật bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, các chị em phụ nữ của 10 thôn ở 2 xã đã nêu lên được chính kiến các giải pháp quan trọng trong xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ dân tộc thiểu số và trẻ em gái trong chính gia đình và trong từng thôn, xã. Nhiều tiểu phẩm được dàn dựng khá công phu, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, bày tỏ tình cảm, yêu thương của phụ nữ trong những vấn đề cấp thiết về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Đây là hoạt động truyền thông giới, sáng tạo theo hình thức sân khấu hóa của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang trong chương trình xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Và đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 8 của Chính phủ được các cấp hội phụ nữ từ Trung ương đến tỉnh, huyện triển khai trong năm 2024 này. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang vừa tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ca Hiên Trời, tổ dân phố Dung, thị trấn Thạnh Mỹ. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có tổng diện tích gần 50m2, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, bếp ăn và nhà vệ sinh, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 50 triệu đồng và 300 ngày công. Số tiền còn lại được Ban Chỉ huy Quân sự huyện vận động đóng góp từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.
Dịp này, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang tặng quà cho gia đình ông Ca Hiên Trời, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua đó góp phần ổn định đời sống của bà con. Thưa quý vị và các bạn, tiếng còng, tiếng chiêng vang vọng cả núi rừng Trường Sơn Tây Nguyên, rồi tiếng đình tút dập dìu đưa người nghe vào những trải nghiệm thú vị của cuộc sống vùng biên, hay những bộ đồ thổ cẩm đẹp mắt, đầy màu sắc như níu chân du khách dừng lại nơi vùng cao Quảng Nam. Đó là những gì đã đang diễn ra ở một vùng đất đậm đà bản sắc dân tộc ở khu vực rừng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. Cũng khá lâu rồi, những chàng trai cô gái Cơ Tu đến từ xã Duôi mới lại có dịp trình diễn vũ điệu Tân Tung Dạ Dạ. Từng nhịp cồng chiêng vang vọng, thúc giục như mời gọi, rồi điệu múa Tân Tung mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh của bao chàng trai, nét uyển chuyển nhịp nhàng của điệu múa Dạ Dạ của thiếu nữ Cơ Tu, đã tạo nên một không gian đẹp, nên thơ giữa lòng phố núi Nam Giang. Sáu điệu múa Cơ Tu truyền thống, rồi được nhẹ nhàng biến tấu nhưng không mất đi bản sắc, đã thật sự mang lại một sự thích thú cho người dân và du khách gần xa. Các lễ hội âm vang còn chưa ở dưới huyện thì em đều có tham gia, và từ đó thì khả năng múa Tân Tung Dạ Dạ của em nó cũng trở nên điêu luyện hơn. Khi chúng em đi lên sân khấu thì tụi em cảm thấy rất là hào hứng, thậm chí là múa đến toát cả mồ hôi nhưng cũng không cảm thấy mệt mà cảm thấy vô cùng tự hào. Thích nhất là đoạn Dạ Dạ Tân Tung á, Tân Tung Dạ Dạ, với lại đoạn mà cung thần linh của người dân á, của người Cơ Tu đồng bào truyền thống nó lúc nào cũng là mình không thể bỏ qua được. Không khí cũng đều phấn khởi, với lại mọi người đều vui vẻ. Sinh sống cộng cư trên vùng rừng núi phía Tây của tỉnh, đồng bào Cơ Tu, rẻ chiêng còn lưu giữ khá nhiều bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó âm nhạc, nhạc cụ truyền thống được xem là nét độc đáo nhất. Nếu như người Cơ Tu tự hào với cồng chiêng, điệu múa Tân Tung Dạ Dạ, thì bà con rẻ chiêng lại rất thích thú với điệu múa xoang, tiếng thổi đinh tút truyền thống. Và chính việc định kỳ 2 năm một lần tổ chức một sân chơi nghệ thuật mang đậm đà bản sắc dân tộc như thế này đã góp phần khơi dậy ý thức tự hào của cộng đồng các dân tộc anh em nơi vùng Trường Sơn Tây Nguyên. Mong muốn được quảng bá cái bản sắc riêng của dân tộc mình để quảng bá cho tất cả mọi người trong huyện nhà cũng như là tất cả hơn nữa trong nước, hay là nếu mà may mắn hơn nữa cả quốc tế để được chứng kiến, thưởng thức từng bước quảng bá để rộng rãi khắp hơn nữa để mọi người cũng biết tìm ngưỡng. Tiếp tục bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào, đồng thời thông qua liên hoan lần này là dịp để trao truyền cho thế hệ trẻ mai sau về truyền thống tốt đẹp của đồng bào, cũng là dịp để quảng bá cái hình ảnh bản sắc văn hóa truyền thống lịch sử của đồng bào các dân tộc số trên địa bàn huyện Nam Giang đến với du khách gần xa, góp phần lớn vào việc thúc đẩy phát triển du lịch của huyện trong thời gian đây. Văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu rẻ chiêng là vốn quý, là hồn cốt của dân tộc. Vốn quý đó đã đang được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và trong các dịp lễ hội lớn của quê hương đất nước. Và những ngày này, nếu có dịp trở lại vùng cao Nam Giang nói riêng hay vùng đất phía Tây của tỉnh Quảng Nam nói chung, đi đâu chúng ta cũng nghe được những thanh âm sống động của tiếng cồng, tiếng chiêng, của tiếng thổi đinh tút và vũ điệu say đắm lòng người của bao chàng trai cô gái vùng biên. Trên địa phương Nam Giang, phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.